tất cả các dấu hiệu cho thấy Qualcomm Snapdragon 898 chưa được công bố sẽ là bộ vi xử lý cao cấp nhất để đánh bại khi nói đến điện thoại thông minh Android vào năm 2022, và chúng tôi vừa biết được nhà sản xuất nào có thể đầu tiên tung ra thị trường thiết bị cầm tay được hỗ trợ bởi chip mới. Theo nhà cung cấp dịch vụ trò chuyện kỹ thuật số nổi tiếng thông qua Fandroid, cả Xiaomi và Motorola đều đang chiến đấu để đưa thiết bị Snapdragon 898 của họ ra mắt người mua trước bất kỳ ai khác, và những điện thoại này có thể xuất hiện trước cuối năm nay, ngay cả khi ngày bán muộn hơn vài tuần. Máy chạy chip Snapdragon 898 của Moto cũng được xác nhận sẽ ra mắt vào cuối năm. Người ta nói rằng họ vẫn đang chuẩn bị hợp tác với Xiaomi để bắt đầu ngày 5 tháng 11 năm 2021, đó là khá nhiều so với mong đợi đối với Xiaomi. Xiaomi Mi 11 là thiết bị cầm tay đầu tiên ra mắt Snapdragon 888, nhưng việc đề cập đến Motorola, một nhà sản xuất nổi tiếng với các thiết bị giá rẻ, gây ngạc nhiên hơn một chút. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Đặt cược tốt rằng Xiaomi 12 sẽ là điện thoại Xiaomi đi kèm với bộ vi xử lý Snapdragon 898. Chúng tôi hy vọng nó sẽ xuất hiện rất sớm vào năm 2022, hoặc có thể là ngay vào cuối năm 2021, khoảng một năm sau khi người tiền nhiệm của nó ra mắt. Kế hoạch của Motorola khó thực hiện hơn. Chúng tôi đã nghe tin đồn về Moto G200, nhưng dự kiến nó sẽ chạy Snapdragon 888 cũ hơn, và trong khi Motorola cũng có xu hướng làm mới các điện thoại dòng G khác của mình vào tháng 1 hàng năm. Chúng dự kiến sẽ có giá cả phải chăng hơn, tầm trung các thiết bị. Tất cả những gì chúng tôi thực sự có thể làm vào thời điểm này là ngồi chặt chẽ và xem lịch trình phát hành diễn ra như thế nào. Dòng Samsung Galaxy S22 cũng được cho là sẽ trang bị chipset Snapdragon 898 ở một số khu vực, nhưng có tin đồn rằng chúng ta sẽ không thấy những chiếc điện thoại đó cho đến sau này vào năm 2022. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!